Năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên tăng 14 bậc, xếp thứ 39 toàn quốc. Trong 10 chỉ số thành phần thì chỉ số chi phí thời gian tăng cao nhất. Có được kết quả này cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng các ngành, các địa phương thì có sự đóng góp không nhỏ của Trung tâm Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính. Nếu như cách đây 3 năm, để hoàn tất được các giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên, chị Lại Thị Quế ở công ty trách nhiệm hữu hạn Minstein Việt Nam phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi và đi lại. Nhưng từ khi có Trung tâm Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính, việc xử lý hồ sơ cấp phép được thực hiện nhanh gọn. Bây giờ là được ở dịch vụ ở mức công 4 nên có thể thực hiện hoàn toàn các thao tác ở trên trực tuyến như là nộp hồ sơ, thanh toán phí và chỉnh sửa hồ sơ nên có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí đi lại và bên cạnh đó là thủ tục trả kết quả cũng rất là nhanh gọn, rút ngắn thời gian rất là nhiều. Nếu như trước đây các doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục giấy tờ phải đến nhiều nơi, qua nhiều cửa, mất thời gian và công sức, nay chỉ cần đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công là được cán bộ của tất cả các sở ngành sẵn sàng tiếp nhận mọi thủ tục và thẩm định hồ sơ tại chỗ ở tất cả các khâu với thời gian rút ngắn. Là trước khi đến nộp thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ. Tuy nhiên là trong những lúc mà hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì nhận được cái sự hướng dẫn rất là tận tình và cụ thể với một cái thái độ rất là chuyên nghiệp và cởi mở của công chức. Và cái điều mà chúng tôi rất là bất ngờ là theo quy định thì phải 20 ngày thì mới là cái thời hạn ra cái giấy phép xây dựng. Tuy nhiên là chỉ trong 5-7 ngày thì chúng tôi đã nhận được cái thông báo có kết quả. Những cái thủ tục mà chúng tôi đến khi mà không hiểu ấy ạ thì được giải đáp rất là gọn ghẽ để không mất thời gian của chúng tôi. Các đồng chí hướng dẫn rất là rõ ràng thì để lần sau mình đến mình nộp là coi như là chúng tôi đầy đủ hồ sơ luôn. Từ khi Trung tâm Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính được thành lập, chỉ số thành phần PCI về chi phí thời gian tăng đáng kể. Nếu như năm 2019 chỉ đạt 5,85 điểm, thì năm 2020 đạt 8,24 và năm 2021 đạt 8,46 điểm. Đáng chú ý, năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết trên 53.000 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn đạt tỷ lệ 99,7%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt gần 30%. Cùng với góp phần nâng cao chỉ số PCI, năm 2021, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, tỉnh Hưng Yên tăng 39 bậc, đứng thứ 5 toàn quốc, trong đó thủ tục hành chính công đạt 7,5 điểm. Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính đã sớm tái cấu trúc các cái quy trình thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cái phương thức thực hiện thủ tục hành chính theo cái hướng phi địa phương, phi địa giới hành chính, ưu tiên thực hiện trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích, từ đó thì rút ngắn tối đa cái thời gian thực hiện cái thủ tục hành chính ở tất cả các khâu. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của sự phục vụ, điểm mấu chốt trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là vấn đề nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được coi là một trong những nguồn lực đặc thù thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên.